Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử sinh nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử sinh nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử sinh nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư Tôn Quốc Đức Tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau xa cả thải. Thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta có hai cái hình ảnh khá là nổi ở trên các cái báo đài. Cái hình ảnh đầu tiên là đất nước của chúng ta nỗ lực làm sạch chính mình, nỗ lực làm cho bộ máy trở nên trong sạch bằng cách là loại bỏ những con sâu làm rầu nội canh, bằng thông qua những cái đại án rất là lớn. Và hình ảnh thứ hai là hình ảnh Tết vừa rồi, chúng ta thấy là có rất nhiều những cái hình ảnh là người ta đội mưa đội gió, thức đêm thức hôm để mà đi đến những cái ngôi đình, đi đến những cái miếu chen chúc nhau để xin một cái ấn, chen chúc nhau để xin một lá sớ, chen chúc nhau để cầu xin, để cho những cái điều mong mỏi của mình nó được thành tựu. Hai cái điều này nó có điểm chung nào thưa quý vị? Nó có một điểm chung là nó xuất phát từ tâm tham. Do cái tham nó sai sử, và do cái tham nó vận hành thế giới. Quý vị để ý coi, có phải là xã hội của chúng ta phát triển là bởi vì chúng ta phục vụ cái lòng tham của mình không? Ngày càng nhiều những công nghệ, ngày càng nhiều những sự phát triển đánh vào lòng tham của mình, để cho mình cảm thấy thoải mái, để cho mình cắm đầu kiếm tiền để tiếp tục phục vụ lòng tham của mình. Tuy nhiên, cái vấn đề của chúng sanh là ai cũng có mong muốn, ai cũng có tham ái hết. Nhưng mà sư hỏi quý vị, nếu như mà mình nói tham ái nó không có nên, như vậy cái chuyện chúng ta mong muốn gia đình chúng ta được hạnh phúc có nên không? Nên chứ, đúng không? Cái chuyện chúng ta mong muốn là chúng ta được mạnh khỏe, gia đình chúng ta được mạnh khỏe có nên không? Nên chứ. Nhưng nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ tham ái. Như vậy đó, cái việc đầu tiên mà sư muốn chia sẻ với quý vị là có những cái tham nên có và có những cái tham không nên có. Cái tham không nên có
là những cái tham được nhắc đến rất nhiều trong Kinh Tạng. Mà ở đó Đức Thế Tôn gọi đó là các ác bất thiện pháp. Nhớ nha. Như vậy thì có các ác bất thiện pháp cũng có nghĩa là có những pháp bất thiện mà nó không có ác. Chúng ta cứ nghe cái chữ tham là chúng ta dễ đành đạch lên, giống như là đĩa phải vôi, chúng ta tránh còn không kịp. Nhưng xin thưa, có những cái tham không nên có, nhưng cũng có những cái tham nên có. Cái tham nào là cái tham không nên có? Là những cái tham mà bởi vì nó mình làm những chuyện hại mình, hại người, hoặc làm những chuyện lợi mình, hại người, hoặc làm những chuyện mà hại mình, lợi người. Đó là những cái tham không nên có. Ví dụ như mình tham tiền quá, rồi từ đó đó mình phải đi, nó dẫn đến là mình phải đi trộm cướp, mình phải đi lừa đảo. Vừa rồi báo đài có đăng là vừa triệt phá được một cái ổ lừa đảo ở Campuchia, lừa đảo người Việt mình mà lên tới cả 1000 tỷ. Phải nói người Việt mình giàu quá, cả 1000 tỷ đổ sông đổ biển cho thiên hạ lừa. Thì chúng ta thấy là cũng do tham đó chứ. Đừng có nói là tôi bị lừa mà không phải do tham nghe. Do tham cho nên tôi mới bị lừa. Người ta kêu mình đầu tư vô tiền ảo đi. Bây giờ cái đồng tiền ảo đó, đó nó đang lên giá nhân 2, nhân 3, nhân 10. Đầu tư vô đi, đầu tư đảm bảo lời. Mình đầu tư 1 triệu lời, đầu tư 10 triệu lời, đầu tư 100 triệu sàn sập mất tiền. Thì có phải là do cái lòng tham của mình không? Mình bỏ một chút xíu tiền ra có lời, nhưng khi mình đổ hết tiền vào đó là mình bị cắn câu. Rồi người ta kêu mình mua hàng đi, mua hàng là đảm bảo là có lời. Mình đổ 1 đồng vốn nó cho mình 4 đồng lời. Mình đổ 10 đồng vốn nó cho mình 40 đồng lời. Mình đổ 4 tỷ đồng vốn mất luôn, mất liên lạc luôn. Do đâu? Do tham. Mấy ngàn tỷ đó do tham đó. Chứ đâu phải tự nhiên mình dốt mà mình đem tiền để mình bỏ đâu. Tiền cũng mồ hôi nước mắt, nhưng mà do tham. Cho nên do cái tham mà mình hại mình, hại người. Do cái tham mà mình lợi mình, hại người. Do cái tham mà mình hại mình, lợi người. Thì cái tham đó là cái tham không nên có. Rồi có những người khi mà mình có được những cái lợi nó đến trước mắt thì mình ngay lập tức mình bắt lấy nó, bất kể là nó có ảnh hưởng đến người khác hay không. Như đợt dịch vừa rồi đó, ai cũng khổ hết. Chúng ta ai cũng khổ hết. Bị ảnh hưởng không ít thì nhiều, mất công ăn việc làm, chưa kể là mất người thân rồi bệnh tật. Vậy mà vẫn có những người họ vì lợi, họ bất chấp tình thương của đồng bào. Do đâu? Do tham. Chính cái tham đó họ bất chấp những cái sự tổn thất, tổn thương của người khác. Cũng do tham. Và cái tham đó là cái tham không nên có. Rồi có những cái tham nên có, mà chính những cái tham đó là động lực thúc đẩy chúng ta, động lực thúc đẩy nhân loại. Chúng ta mong muốn cái gì? Mong muốn được yêu thương, mong muốn được hòa bình, mong muốn được
hạnh phúc. Tất cả những mong muốn đó thúc đẩy nền văn minh của nhân loại. Đúng không? Đó. Mà khi chúng ta mong muốn như vậy, rõ ràng nên có. Bởi nếu không có những mong muốn đó, chúng ta không bao giờ nỗ lực để có được hòa bình, không bao giờ nỗ lực để có được hạnh phúc. Tuy nhiên, cái vấn đề của chúng ta là mình muốn giàu, cái mong muốn được giàu sang, mong muốn đó cũng chính đáng chứ. Ai không muốn giàu? Ai cũng mong muốn được giàu sang. Cái vấn đề là tôi muốn giàu, anh cũng muốn giàu, tất cả mọi người đều muốn giàu. Như vậy, tiền không tự nhiên sanh ra, nó phải đi từ túi người này sang túi người khác. Vậy ai giàu? À, từ đó nó mới đẻ ra những câu chuyện. Cái mong muốn giàu á, là mong muốn chính đáng. Nhưng chính bởi vì tất cả mọi người đều muốn giàu như vậy thì ai nghèo? À, cái vấn đề của chúng sanh là chúng ta muốn nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không biết cách để thỏa mãn những mong muốn của mình. Bởi vì thứ nhất là cái dục á, nó không bao giờ có điểm dừng. Cái mong muốn, dù đó là ác bất thiện pháp hay là thiện pháp, nó không bao giờ có điểm dừng. Xin lấy ví dụ, chúng ta ngày hôm nay, cái tên ăn trộm, nó ăn trộm được 10 đồng. Nó tiêu xài xong, nó có hết ăn trộm không? Không. Nó sẽ tiếp tục ăn trộm. Những tên ăn trộm á, khi nó mới ăn trộm, nó thường rất hiếm khi bị bắt. Thường nó phải ăn trộm được nhiều vụ thì nó mới bị bắt. Nhưng có tên nào chỉ ăn trộm vài ba vụ là nó rửa tay gác kiếm khỏi ăn trộm nữa không? Không có. Mà nó tiếp tục ăn trộm cho tới khi nào nó bị bắt, thì khi đó nó mới ngưng ăn trộm. Rồi một anh mà ảnh lỡ ngoại tình mà ảnh không bị phát hiện, ảnh có tự nguyện ngưng chuyện ngoại tình không? Hình như không mà. À, nó chỉ có giới hạn giữa không lần và vô số lần thôi, chứ không có chuyện một lần hai lần. Một khi đã ngoại tình rồi là tiếp tục cho tới khi nào bị bắt thì thôi. Đó. Cho nên cái lòng tham của các ác bất thiện pháp không bao giờ có giới hạn. Một khi mình thỏa mãn những cái nhỏ, nó sẽ đòi hỏi những cái lớn lao hơn. Còn các pháp thiện cũng vậy. Mình làm phước thì nó cũng không bao giờ có giới hạn. Mình phải tiếp tục làm phước chứ. Tiếp tục tạo các công đức để được cái này, được cái kia, để đi lên. Như trong Pháp Cú, Đức Thế Tôn khuyến khích những người làm thiện, nếu đã được làm thiện hãy tiếp tục làm thêm. Thì như vậy, cái lòng tham bản chất nó là không bao giờ thỏa mãn. Vấn đề là chúng ta không biết cách thỏa mãn lòng tham, không biết cách để thỏa mãn nó một cách đúng pháp, mà chúng ta thỏa mãn nó bằng những cách phi pháp. Bởi vì những cách phi pháp á, nó dễ hơn, nó sung sướng hơn. Chúng ta muốn giàu thì người ta rất khó để mà mình nỗ lực, mình đi làm, mình kiếm tiền để mà mình giàu. Không có. Cái chuyện thay vì cái đó, cái chuyện mà ăn trộm, ăn cướp, lấy tiền của người khác, nó kích thích hơn. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đó. Thì nói cho quý vị,
bản thân cái chuyện làm ác ấy, nó đem lại sự kích thích. Mà chính bởi vì như vậy, người ta thích thú trong việc làm ác. Như cái tên mà ăn trộm, cái chuyện mà nó có tiền á, đương nhiên là thích thú, đúng không? Nhưng cái quá trình nó ăn trộm nó cũng kích thích không kém. Người ta thích cái quá trình. Hoặc như là chúng ta yêu thương một cô gái nào đó, cái kết quả là mình cưới cổ về làm vợ của mình. Nhưng cái quá trình mà từ bắt đầu là mình làm quen, mình cưa cẩm để mà đưa cổ, thì với nhiều người đó còn kích thích hơn, còn vui thích hơn cái chuyện là mình lấy được cổ về. Cái quá trình với nhiều người đó là một cái sự không thể thiếu. Mà chính bởi vì như vậy, người ta tiếp tục mê đắm trong cái tầm tham. Rồi đó là lý do đó. Mà khi chúng ta chịu những cái quả bất thiện, nó là cái nguồn cơn cho tâm tham. Ví dụ như do mình nghèo, cho nên cái nghèo đó là cái quả bất thiện. Chính bởi vì tôi nghèo cho nên tôi muốn có tiền. Thì có phải là do cái quả bất thiện là tôi nghèo, nó là cái nguồn cơn cho tâm tham là tôi muốn giàu. Rồi do cái quả bất thiện là tôi xấu, cho nên tôi, nó là cái nguồn cơn để cho tôi muốn được đẹp. Cho nên là nhiều người ráng kiếm tiền để bơm chỗ này sửa chỗ kia, mua một đống mỹ phẩm, mua một đống trang sức, mua một đống những cái đồ để mà làm cho mình đẹp. Rồi có những người đó, do tôi bị dốt, cho nên là tôi muốn được thông minh. Do tôi không được người khác tôn trọng, cho nên là tôi tham, tôi mong muốn được người khác tôn trọng. Thì có phải là do những cái quả xấu mà nó là nguồn cơn cho tâm tham, đúng không? Rồi chưa hết, do quả tốt, quả lành ấy, nó cũng là nguồn cơn cho tâm tham. Do tôi giàu cho nên tôi muốn giàu thêm. Do tôi giàu cho nên tôi hưởng thụ, tôi chơi bời trác tán. Do tôi đẹp, nhiều đứa cua quá, nhiều đứa cua tôi quá, cái đứa con nít nó mới chọn một, còn tôi chọn hết. Bây giờ tôi dẻo miệng quá, tôi nói một câu là cô này đổ, tôi nói một câu là cô kia mê, nhiều cô mê tôi quá, ngu sao tôi chọn cô, tôi chọn hết. Cho nên chính mà nhớ nha, cái chuyện mà mình khéo ăn nói nè, cái chuyện mà mình xinh đẹp nè, rõ ràng nó là quả lành. Đời quá khứ mình từng làm phước, đời nay mình mới có được những quả lành đó. Nhưng vấn đề là chúng ta lấy quả lành đó làm cái nhân cho bất thiện pháp. Đó. Rồi khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta đâu có, quý vị nghĩ coi, những người mà khỏe mạnh hiếm ai mà đi phục vụ người khác, hiếm ai đi làm những việc công ích. Sức khỏe bỏ vào đó hiếm lắm. Mà tôi có sức khỏe thì tại sao tôi không đi chơi? Tại sao tôi không hưởng thụ cái sức khỏe của tôi đem lại? Cho nên chúng sanh, dù cho chúng ta hưởng quả thiện hay quả bất thiện, thì nó đều là cái nguồn cơn cho tâm tham. Thành ra cái đó là cái bài đầu tiên. Cái bẫy thứ hai là chúng ta không biết làm sao để thỏa mãn. Nó dẫn đến là chúng ta làm những chuyện tầm bậy. Khi mà các sư truyền giới cho quý vị, thời nay chứ phải thời xưa, lúc nào cũng nói bây giờ các sư biết là Phật tử tại gia rất khó giữ giới.
Xin thưa, hồi xưa không có cái kiểu nói đó. Thời Đức Phật chỉ có nói là hãy ráng giữ gìn giới hạnh từ đây cho đến trọn đời. Chứ không có cái chuyện là giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi lâu lâu vô sinh giới trở lại. Không có. Mà tại sao như vậy? Tại vì chúng ta kiếm tiền, chúng ta nuôi bản thân chúng ta nuôi gia đình của chúng ta muốn tồn tại ở thế gian này. Và chúng ta kiếm tiền bằng cách mà chúng ta không giữ được giới. Chúng ta phải phạm giới mới kiếm được tiền. Chúng ta phải sát sanh, phải trộm cắp, phải tà dâm, phải nói dối, phải uống rượu. Một người chia sẻ với sư, kể từ khi ảnh ngưng không uống rượu nữa, ảnh mất rất nhiều mối làm ăn. Kể từ khi ảnh không uống rượu nữa thì các mối quan hệ trong công ty ảnh bị suy giảm. Kể từ khi ảnh không uống rượu nữa, ảnh không thể thăng tiến trong công việc. Thì có phải là nếu như tôi muốn có khách hàng, tôi muốn có mối quan hệ tốt trong công ty, tôi muốn được thăng tiến thì tôi phải uống rượu? Có phải là bởi vì phục vụ cho cái tâm tham mà mình phải phạm giới không? Rồi quý vị đi bán hàng, đi làm marketing, đi giới thiệu sản phẩm, quý vị giữ giới không nói dối được không? Rồi đó là chưa kể có nhiều cô vì muốn được nổi tiếng. Mà mình muốn nổi tiếng thì mình phải xài đồ xịn, phải xài đồ sang, phải xài đồ sốc. Mình phải cặp với đại gia, chứ còn cặp mấy đứa thường nó đâu có nể. Mà cái, mấy cái đó kêu giữ giới không tà dâm, giữ kiểu gì? Cho nên vì thỏa mãn lòng tham mà chúng ta làm những chuyện hại mình, hại người. Chúng ta phạm giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn bây giờ kêu chúng ta giữ giới, nói sư ơi giữ giới, tiền đâu con cúng chùa. Đó. Tuy nhiên chúng ta chỉ ngụy biện thôi. Do chúng ta không biết làm sao để thỏa mãn được điều mong mỏi, cho nên chúng ta làm những cách sai lầm. Như sư nói ngay từ đầu buổi giảng, có những người họ muốn được giàu, cho nên họ chà đạp lên sự đau khổ của đồng loại. Có những người họ muốn được giàu, cho nên họ sẵn sàng xâm phạm vào lợi ích của người khác. Rồi có những người họ muốn được hạnh phúc, họ muốn được sức khỏe, họ muốn được bình an, họ muốn được may mắn. Họ sẵn sàng đội nắng, đội mưa, đội gió, thức đêm, thức khuya để đi đến nào là đình, nào là miễu để xin một cái ấn, xin một con giống, xin một lá sớ để về tự an ủi chính mình. Xin thưa nghe, mấy thứ mà mình đội nắng, đội mưa đó, đó chủ yếu mang lại tác dụng an ủi tâm lý. Tác dụng thực tế thì không có một cơ sở để chứng minh, mà chỉ có tác dụng an ủi tâm lý là ít nhiều tôi cũng có đi, tôi cũng có cầu. Do đâu? Mình không biết cách. Bây giờ trong khi sư đang nói, quý vị có thể giơ tay, bởi vì phần tiếp theo sư nói là làm sao để chúng ta thỏa mãn được những ước muốn của mình đúng theo pháp. Muốn giàu đúng không? Có cách giàu theo pháp. Muốn có sức khỏe, có cách được sức khỏe như theo pháp. Thậm chí muốn có nhiều vợ thì cũng có cách được nhiều vợ như trong pháp. Sư nhớ có một cái băng rôn á, về kế hoạch hóa gia đình. Nhà có hai con, vợ chồng hạnh phúc. Chỉ có điều là nó hết chỗ, nó xuống dòng á. Cho nên thành ra dòng trên là nhà có hai con vợ, xuống chồng hạnh phúc. Thì
À, nếu như mà đàn ông muốn được vậy đó thì cũng có cách theo đúng pháp. Tôi nhớ có một cái anh ảnh là cái người dân tộc, ảnh nói như vậy nè: mấy cái người mà thành phố tham nhiều, ăn hổng nát, tức là muốn có nhiều vợ, muốn có nhiều bà, mấy ông muốn có nhiều bà lắm. Chỉ có điều đụng chuyện thực tế mới biết là cái thận chịu không nổi. Mà muốn vẫn cứ muốn, tham vẫn cứ tham, nhưng có cách theo pháp. Sư nói ví dụ ha. Mình giàu, giàu đâu có được như người ta. Mình giàu được cỡ như Bill Gates không? Mình giàu được cỡ như ông Trump không? Mà xin thưa, cỡ Bill Gates, cỡ ông Trump không bằng một gốc cái giàu của cõi trời. Chư thiên họ nhìn mình, họ thấy mình thảm lắm. Cũng giống như mình nhìn những cái con heo ở trong chuồng, mình nhìn thấy nó thảm lắm. Thảm là thảm như thế nào? Ăn thì có người cho ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. À, còn hoặc như con gà đó, thích đạp mái lúc nào đạp mái lúc đó. Một con gà trống, một đàn gà mái, tha hồ muốn đạp con nào đó đạp. Nó nghĩ nó hạnh phúc, mà mình nhìn nó mình thấy thảm. Bởi vì cái hạnh phúc đó, đó là cái hạnh phúc chờ vào nồi, hạnh phúc chờ vào lò mổ. Nè. Nó nhìn á, nó không bao giờ biết được cái ngày mà nó phải vào lò mổ, cái ngày nó phải vào nồi là ngày nào. Nhưng cái người nuôi nó họ biết. Con người mình là mình biết. Đủ tháng chưa? Đủ ký chưa? Đủ là vào nồi, đủ là vào lò. Đó. Nó không biết. Nó nghĩ thế là hạnh phúc. Xin thưa chư thiên nhìn mình cũng thấy y chang vậy. Họ không hiểu nổi mình mê cái gì. Đời con người có 100 năm. Trong khi đó đời sống chư thiên tính bằng triệu năm, bằng tỷ năm. Mà đời người sống có 100 năm. Mà lo cái gì? Lo ăn, lo ngủ, lo tiền. Xin thưa ba cái tiền của mình chư thiên họ đâu có ngó. Đấy. Quý vị, mình có một cái hộp xoàn một chút xíu thôi, mấy cái rịch thôi, là mình coi như là mê chết bỏ. À, có cái nhẫn vàng được chừng lạng, mình mê chết bỏ. Xin thưa ở trển, ba cái đồ đó chư thiên họ lót làm đường đi. Đấy. Nó nhiều lắm. Mà mình có một chút xíu mình mê chết bỏ. Giàu mình không giàu bằng ai nha, mà hưởng thụ cũng không hưởng bằng ai. Nãy sư nói đó, kể cái chuyện vua trời đế thích. Vua trời đế thích, ông có cả ngàn bà vợ. Mà xin thưa, vua trời đế thích có một cái loại thần thông là phân thân. Tức là 1.000 bà là ông ở hết, đủ 1.000 bà, với mỗi một bà vợ á, đều cho rằng cái phiên bản chính là đang ở với mình. Biết có một mình thôi, không cần biết những bà khác. Còn mình một ông mà hai bà là lo chết bỏ, lo chạy đầu này lo chạy đầu kia, mà chưa chắc cái thận nó chịu nổi. Đó. Mà mình vẫn ham, vẫn mê. Trong khi đó, xin thưa, Đế Thích bây giờ là một vị sơ quả. Thì xin thưa, nếu như vua trời Đế Thích ngó xuống mình cười chết. Nó có chút xíu đó à, mà nó mê muốn chết luôn. Trong khi ở đây mình hưởng thụ cho cả đống, mà nó không biết cách làm sao để lên đây. Nó không biết cách làm sao để hưởng được một chút xíu cái quả cõi trời. Mà nó chỉ lo nó quanh quẩn với cái đó thôi. Mà có những cách để mình được hưởng đúng pháp mà mình không biết. Cho nên sư nói là quý vị có thể giơ tay. Là tại sao? Quý vị có mong muốn gì
Sư có thể trả lời cho quý vị cái mong muốn đó làm sao để được đúng theo chánh pháp. Ví dụ, đương nhiên quý vị có thể giơ tay. Ví dụ, muốn được giàu. Ai cũng muốn giàu, đâu ai muốn nghèo đúng không? Ai cũng muốn giàu. Mà muốn được giàu chúng ta phải làm gì? Bố thí. Đó là chuyện chắc chắn. Phải bố thí thì mới có giàu. Nhưng cái vấn đề thứ hai là ngoài cái chuyện bố thí, chúng ta còn phải giữ giới, không trộm cắp, tức là không lấy của không cho. Tại sao? Tại vì nếu như mà chúng ta có bố thí mà chúng ta không giữ giới, đời sau sanh ra rất giàu nhưng không giữ được tài sản. Quý vị thấy có những người tài sản cả ngàn tỷ mà bị phá sản, bị truy tố và bị chiến tranh bên Ukraine. Chiến tranh bao nhiêu tỷ phú phá sản, bao nhiêu người giàu phá sản, thấy chưa? Rồi dịch bệnh Covid là biết bao nhiêu người phá sản. Tại sao mình có tiền mà mình giữ không được? Cái chuyện mình có tiền á là nhờ cái phước bố thí. Nhưng do mình không giữ giới cho nên mình không có phước giữ gìn tài sản, dẫn đến tài sản mình bị mất. Rồi cái nữa, ngoài cái chuyện mà mình giữ giới ra còn cái nữa đó là gì? Khi làm phước thì đừng bao giờ hối hận. Có lỡ mà vung tay hơi quá thì cũng ráng đừng có xót ruột. Thí dụ nghe, mình bấm thấy cái công trình này làm phước nó đã quá, mình bấm chuyển khoản, mình mà lỡ chuyển khoản dư con số 0, nó hơi hớ. Ví dụ như bây giờ mình chuyển 1 triệu đi mà lỡ dư con số 0, không để ý nó ra 10 triệu, hơi hớ. Lỡ chuyển rồi không lẽ giờ điện ông sư xin lại, nó kỳ. Nhắc là nhắc cái này, đã lỡ làm phước, dù cho cái đó là do tai nạn đi nữa, lỡ làm phước, hoặc mình lỡ mình bố thí cúng dường cho một đối tượng, cho một tổ chức, cho một cái chỗ nào đó, sau đó mình phát hiện con người đó, chỗ đó, tổ chức đó không xứng đáng, thì đừng bao giờ hối hận. Tại sao? Tiền lỡ mất rồi mà mình hối hận, đời sau sanh ra nó có cái quả báo. Có của không dám xài nha. Nhiều người giàu, rất giàu, mặc ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, có của không dám xài. Do đâu? Hồi xưa có bố thí mà sau đó tiếc của. Lỡ dư một con số 0, hai con số 0, tiếc của. Đời sau giàu không dám xài. Rồi có người thì họ mong muốn có được sức khỏe, đúng không? Không ai muốn bệnh, ai cũng muốn có sức khỏe. Nhất là sư bệnh suốt ngày, mà chính bởi vì như vậy luôn luôn muốn có sức khỏe. Mà muốn có sức khỏe một cách đúng pháp, mình làm cái gì? Thứ nhất, không sát sanh. Cái thứ hai là không làm hại chúng sanh khác bằng vũ khí, bằng tay chân, bằng miệng lưỡi. Nhờ đó mình có cái phước là mình ít bệnh, có sức khỏe. Rồi gì nữa? Bố thí. Đặc biệt là bố thí thực phẩm. Bởi vì khi chúng ta bố thí thực phẩm là chúng ta cho người khác sức khỏe. Nhờ chuyện chúng ta cho người khác sức khỏe, nó sẽ cho chúng ta quả báo là chúng ta có sức khỏe. Rồi gì nữa?
chúng ta bố thí thuốc men. Nhờ chúng ta bố thí thuốc men chữa bệnh cho người khác mà chúng ta có quả báo ít bệnh. Cho nên thay vì sư thấy có rất nhiều người khi mà mình bị bệnh đi cầu ông này bà nọ tốn rất là nhiều tiền để mà mong cho mình có được sức khỏe, nhưng họ không biết là để có được sức khỏe mình phải có cái nhân sức khỏe. Tạm gác qua một bên, sư cần lưu ý với quý Phật tử, khi học đạo chúng ta tránh hai thái độ cực đoan. Thái độ đầu tiên là mình không tin nghiệp và quả của nghiệp. Mà quý vị ngồi đây thì chắc có lẽ là không ai trong số chúng ta rơi vào trường hợp này, là không tin nghiệp và quả của nghiệp. Bởi vì nếu không tin chúng ta ngồi đây làm chi, đúng không? Nhưng cái thái độ cực đoan thứ hai mà chúng ta rất dễ có, đó là cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Tôi nghèo là do nghiệp, tôi bệnh là do nghiệp, tôi đi ăn cắp, ăn trộm là do nghiệp. Hãy cẩn thận với thái độ này. Bởi vì chúng ta chịu ảnh hưởng bởi hai việc. Thứ nhất là do tiền nghiệp, tức là do nghiệp quá khứ. Cái thứ hai là sự nỗ lực hiện tại. Xin lấy ví dụ nha. Mình có cái phước giàu sang mà mình ăn chơi trác táng, mình không lo làm ăn, mình lười, tiền còn hoài không? Trừ khi cái phước mình phải là cái phước gì đó nó dữ dội, nó đặc biệt dữ lắm, thì nó mới cung cấp cho mình ăn chơi xả láng. Chứ còn ngoài ra đó là mình phải nỗ lực. Cho nên ngoài cái chuyện mình có phước á, mình còn phải có sự nỗ lực hiện tại nữa. Chứ nếu như mà chúng ta đổ thừa hoàn toàn vô phước, chúng ta sẽ không có động lực để làm. Thí dụ tôi nói bây giờ cái số tôi nó nghèo, nghèo mạt rệp, cứ làm cái gì thất bại cái đó. Đó. Lúc nào cũng thiếu hết. Thì rõ ràng là cái nghiệp tôi, là cái số tôi nó nghèo rồi. Cái nghiệp tôi nó nghèo, vậy thôi tôi cố không chi nữa, đúng không? Cái nghiệp tôi nó đã nghèo, vậy thôi tôi cố không chi, cố nó cũng nghèo à, thôi tôi khỏi cố. Thì rõ ràng đó là một thái độ cực đoan, do mình đổ thừa hoàn toàn cho nghiệp mà mình quên đi sự nỗ lực hiện tại. Đó. Cho nên khi mà sư đang nói ở đây á, là sư luôn nhắc nhở quý vị, ngoài cái nghiệp là chúng ta gieo, chúng ta còn phải có sự nỗ lực. Thành ra mà cái nỗ lực á, thường quý vị biết rồi, cho nên sư ít nói, mà người ta gom nó vào hai chữ tinh tấn. Muốn có sức khỏe, ngoài việc chúng ta gieo cái nhân sức khỏe, chúng ta còn phải tập thể dục, còn phải ráng để ý cách ăn uống, cách đi đứng để bảo vệ sức khỏe. Chứ chúng ta không thể nào nói là bây giờ tôi tạo cái nhân, cái phước sức khỏe rồi, rồi cái quả quá khứ, cái sức khỏe tôi nó vậy rồi, thôi tôi khỏi cố gắng gì cả, thì nó không đúng. Nhớ luôn luôn chịu ảnh hưởng bởi hai thứ: nghiệp và nỗ lực hiện tại. Và ở đây sư chỉ nói là chúng ta mong muốn làm sao đó, mà cái mong muốn đó muốn được thỏa mãn thì cần có những cái nhân. Sư đã hướng dẫn quý vị cái nhân nghe. Còn nỗ lực là mặc định chúng ta phải nỗ lực.
Rồi gì nữa? À, nãy mới nói nhà có hai con vợ hả? Ừ. À, nếu như chúng ta gọi là mê mê mấy bà quá, mê mấy cô quá, mà chúng ta muốn, nó cũng có cách chứ không phải không. Nhưng hãy cẩn trọng, bởi vì cái dục nam nữ là cái dục dễ sa đọa nhất trong số tất cả các dục. Sư phải cảnh báo trước, bởi vì thứ nhất là khi chúng ta quá chìm đắm trong các dục nam nữ, đời sau sanh ra chúng ta sẽ bị đổi giới tính. Đàn ông thì sẽ đổi giới tính sang phụ nữ, hoặc là đổi sang cái loại giới tính mà nó không rõ ràng do dục. Cho nên hãy cẩn trọng với cái mong muốn này. Rồi cái thứ hai thì sư sẽ cho quý vị biết một câu chuyện ở trong chú giải kinh Pháp Cú. Có kể một chàng trai, chàng cúng dường cái lọng đến ngôi bảo tháp của Đức Thế Tôn, của Đức Phật. Khi mà chàng cúng dường cái lọng như vậy, chàng có lời nguyện là nguyện cho đời sau trừ thân bằng quyến thuộc con ra, toàn bộ phụ nữ đều mê con hết. Thì đời sau từ đó trở đi, cứ hễ ảnh sanh làm người thì đàn bà con gái mê ảnh hết. Mà mê như vậy thì nó có luôn cả những người phụ nữ đã có chồng. Rồi mà phụ nữ ai cũng mê mình hết, mà kêu mình giữ giới, mình giữ cái kiểu gì? Cho nên là cứ kiếp nào làm người là ảnh phạm giới tà dâm. Mà khi ảnh phạm giới tà dâm, thân hoại mạng chung ảnh đi địa ngục. Mà cứ đi địa ngục lên là gái nó mê, mà gái nó mê là tiếp tục đi địa ngục, mà địa ngục lên là lại gái nó mê, mà gái nó mê là lại đi địa ngục. Cho nên hãy cẩn trọng, đặc biệt là những cái mong muốn về cái tình ái nam nữ. Ngoài ra đó, có những vị khi mà làm phước sanh lên cõi trời là một vị thiên tử, có cả 500 bà vợ, có cả 500 bà vợ, mà 500 bà này không có ghen, đẹp như tiên mà không có ghen, chơi bời thoải mái, thỏa thích các dục lạc cõi trời. Cho đến một hôm đang hái hoa, tự nhiên cái vị trời này đó, thấy 500 bà vợ biến mất, thì mới nhìn tìm xem 500 bà vợ mình đi đâu. Mới thấy rằng 500 cô vợ của mình ấy, đi xuống địa ngục hết ráo. Và vị này xem xét là mình cũng sẽ đi đâu, thì vị này thấy rằng mình cũng sẽ đi địa ngục. Thì vị này trong cái cơn lo lắng sợ hãi, may là sanh vào thời của Đức Thế Tôn, cho nên ngay lập tức xuống gặp Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cứu, và được Thế Tôn thuyết pháp cho nghe. Nhờ nghe pháp chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, từ đó là không có rơi xuống địa ngục. Cho nên sư báo cho quý vị biết, các cái dục nó nguy hiểm lắm nghe. Muốn thì có, hưởng thì đã đó, nhưng hưởng xong rồi đó xuống địa ngục chơi. Và xin thưa với quý vị, cái thời nay Đức Thế Tôn không còn nữa. Cái người mà chỉ cần thuyết một thời pháp
vô số chúng sanh chứng sơ quả không còn nữa. Cho nên nói cho quý vị ham, tức là muốn giàu thì có giàu, muốn sức khỏe có sức khỏe, muốn hạnh phúc có hạnh phúc, muốn nam nữ cho lên trển có mấy trăm bà, nhưng Phật không còn nữa. Tới khi họa tới, mình không có ai để níu áo. Giáo pháp tuổi thọ chỉ 5.000 năm, ngày càng đi xuống. Cái số người chứng đắc đạo quả ngày càng hiếm. Thời nay kiếm người chứng đạo tìm không ra. Lấy ai cứu mình nếu mình hưởng cho sướng? Chính bởi vì như thế, Đức Thế Tôn khi Ngài chuyển Pháp Luân, Ngài chỉ rõ đây là khổ. Dù cho mình có giàu sang, mình có sức khỏe, mình có nhiều người yêu mến, đó vẫn là khổ. Khi nãy có câu hỏi, cái con số 12 á, tại sao mà tứ đế nó lại ra 12? Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài chuyển Pháp Luân, Ngài chuyển 3 lần mà chúng ta gọi là tam chuyển Pháp Luân. Đó là gì? Thế Tôn chỉ rõ cho chúng ta đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đi đến sự chấm dứt khổ. Đó là chuyển lần đầu. Chuyển lần thứ hai, Đức Thế Tôn chỉ cái khổ cần được nhận biết, nguyên nhân khổ cần được đoạn trừ, sự chấm dứt khổ cần được chứng đạt, và con đường đi đến sự chấm dứt khổ cần được thực hành. Đó là Ngài chuyển lần thứ hai. Ngài chuyển lần thứ ba, Ngài nói lên cái sở chứng. Đó là cái khổ đã được nhận biết, nguyên nhân khổ đã được diệt trừ, sự chấm dứt khổ đã được chứng đạt, và con đường đi đến sự chấm dứt khổ đã được hành trì. Cho nên tam chuyển Pháp Luân là bốn đế nói là 3 lần ra 12. Hồi nãy sư nói đó, có những cái tham nên có. Mà tại sao sư lại nói tham nó là khổ? Khổ tại sao nên có? Thấy nó nghịch không? Nhưng mà nó không nghịch thưa quý vị. Bởi vì con đường đi đến sự chấm dứt khổ, ai cũng muốn đi, ai cũng muốn thoát khổ. Nhưng chúng ta chỉ có thể thoát khổ bằng hai cách. Một là chúng ta thoát khổ bằng các pháp ác bất thiện pháp. Rõ ràng nó không thể đi tới nơi, đúng không? Không thể nào chấm dứt khổ bằng cái ác được, không thể nào. Mà phải chấm dứt khổ bằng cái thiện. Mà chúng ta muốn chấm dứt khổ, cái việc đầu tiên đó là gì? Chúng ta phải muốn. Không muốn chấm dứt khổ thì làm sao chúng ta thực hành để thoát khổ? Mà cái muốn chấm dứt khổ nó là cái gì? Tham. Nhưng đó là cái tham nên có. Chính bởi vì sự mong muốn chấm dứt khổ cho nên chúng ta mới làm tất cả các thiện pháp. Chúng ta mới muốn bố thí. Nhớ nha, muốn bố thí thì việc đầu tiên chúng ta phải muốn. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Phải muốn. Cái muốn đó gọi là cái dục tranh đá.
Thì rõ ràng cái dục chúng ta, cái dục này không phải là cái dục Đức Thế Tôn khiển trách. Nhớ dùm nghe, cái dục mà Đức Thế Tôn khiển trách đó, là cái dục mà chúng ta phải phạm giới nè, cái dục mà chúng ta phải hại mình hại người nè, đó là cái dục Đức Thế Tôn khiển trách. Nhưng sự mong muốn làm thiện, mong muốn làm phước, mong muốn thoát khổ, mong muốn thực hành đi đến con đường thoát khổ, cái đó nó không phải là ác, mà đó là nền tảng để chúng ta thành tựu tất cả mọi ước nguyện. Mà cái nền tảng đó nó còn có một cái tên gọi, đó là dục như ý túc. Tức là túc ở đây là cái nền tảng, như ý là như sự mong mỏi, như mong muốn. Dục là cái sự mong mỏi. Muốn cái gì thì việc đầu tiên mình phải muốn trước cái đó, không muốn là không có. Và cái dục này, cái mong muốn này là cái nên có. Và mình muốn thoát khổ, mình muốn làm các thiện pháp, cái muốn đó là cái nên có. Cho nên về sau khi mà nghe dục, nghe cái chữ dục là một, nghe chữ tham là hai, từ từ xét coi cái dục đó là dục gì nha. Tham đó là tham gì nha. Cho nên á, cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn chỉ, cái nguyên nhân mà đưa chúng sanh khổ là cái dục, ái dục là nguyên nhân khổ. Cái dục đó không phải là cái dục này. Nhớ dùm nha, hai cái đó chúng ta phải phân biệt. Tuy nhiên chúng ta phải nhận thức rõ các quả lành là những cái quả cho chúng ta những thứ như chúng ta mong muốn, cho những quả vừa ý đẹp lòng, nó vẫn còn là khổ nha. Dầu á, cái dầu nó vẫn là cái khổ nha. Cái khỏe nó vẫn là cái khổ. Sự một cái gia đình hạnh phúc, nghe cho kỹ, nó vẫn là cái khổ tiềm tàng. Tại sao? Do đặc tính của các pháp là vô thường, khổ và không phải của tôi, vô ngã. Cho nên tại sao sư nói cái dầu là nó khổ? Nó không phải là cái khổ trực tiếp, nhưng nó là cái khổ tiềm tàng. Bởi vì nó sẽ thay đổi, đâu có ai giàu hoài. Rồi sớm muộn tài sản đó cũng phải mất biến hoại, hoặc là nó bỏ mình mà đi, hoặc là mình bỏ nó mà đi. Còn nếu như mình vẫn ở với nó thì cho tới khi mình chết mình vẫn phải bỏ. Đâu ai chết đem theo tài sản thế gian được đâu. Cho nên sự giàu sang là cái khổ tiềm tàng, khỏe mạnh cũng là cái khổ tiềm tàng. Do đâu? Do sức khỏe không bao giờ là vĩnh viễn, rồi ai cũng phải già. Khi già tới tự nhiên nó phải yếu, sức khỏe không còn nữa. Cho nên cái khỏe đó là cái khổ tiềm tàng. Cho đến cái gia đình hạnh phúc, cái khổ tiềm tàng ở chỗ nào? Bây giờ chúng ta thương cha chúng ta thương mẹ chúng ta thương con chúng ta, hãy cẩn trọng, bởi vì sớm muộn họ cũng sẽ
bỏ mình mà đi. Nếu không phải là mình tiễn cha mẹ thì cũng là cha mẹ tiễn mình. Thì có phải là một gia đình hạnh phúc, nó là cái khổ tiềm tàng. Ai cũng muốn giàu, ai cũng muốn khỏe, ai cũng muốn gia đình hạnh phúc. Nhưng làm sao để nó bền vững nó mới quan trọng. Cho nên điều mà chúng ta cần phải nhớ đó là chúng ta nên nương nhờ quả lành để chúng ta tiếp tục tạo nhân lành. Nương nhờ cái vô thường để chúng ta đạt được cái không vô thường. Nương nhờ cái biến hoại để đạt được cái không biến hoại. Bây giờ nè, chúng ta nỗ lực, chúng ta làm phước, làm các điều phước thiện như sư nói nãy giờ, đời này được an lạc. Chúng ta nương nhờ sự an lạc đó để chúng ta tiếp tục tu tập, để chúng ta chấm dứt khổ hoàn toàn. Đó là chưa kể khi chúng ta làm các thiện pháp, chúng ta ước nguyện mong cho phước thiện mà con làm đây hãy là mối duyên lành để thoát khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Con làm các điều phước này nè, mục đích con làm phước, mục đích con tu tập, mục đích của tất cả các thiện pháp này là để con chấm dứt hoàn toàn cái khổ, không phải đời này thì cũng là đời sau. Đó mới là cái nên làm. Đó là cái chúng ta nương nhờ vào trạng thái tốt của mình, nương nhờ trong khi mà chúng ta còn có sức khỏe, trong khi chúng ta còn có tài sản, trong khi chúng ta còn có một gia đình hạnh phúc. Chúng ta nỗ lực, chúng ta tu. Bởi vì khi sức khỏe chúng ta không còn nữa, chúng ta tu không được, khó tu, ngồi thiền tí xíu đau chân. Khi chúng ta mất mát tài sản, chúng ta tu không nổi nữa. Ăn bữa nay lo bữa mai, nợ dí, nợ nó đòi, nợ nó tạt nước sơn vô cửa, tu kiểu gì. Rồi khi mà gia đình mình bắt đầu xào xáo, gia đình mình bắt đầu là không có yên ổn, làm sao tu? Đi tu mà ông chồng mặt nặng mày nhẹ, làm sao tu? Đi tu mà con vợ nó dễ đành đạch, làm sao tu? Đi tu mà đứa con nó bệnh lên bệnh xuống, làm sao tu? Cho nên hãy tranh thủ trong khi chúng ta đang còn hưởng được quả lành, còn đang có tài sản, còn đang có sức khỏe, còn đang có một gia đình hạnh phúc, nỗ lực tu để chấm dứt khổ. Chứ đừng có lấy đó làm cái điều kiện để chúng ta hưởng thụ. Một cái người thông minh là họ ăn một trái xoài, họ biết làm sao để đẻ ra thêm những trái xoài đó nữa. Còn một người dại là có một rổ xoài là ăn hết rồi sau đó nhịn đói. Cho nên chúng ta cần phải nhận thức rõ tất cả mong muốn của chúng ta đúng là nên nha. Muốn giàu sang, muốn sức khỏe, muốn hạnh phúc, cái đó là nên. Nhưng đầu tiên chúng ta cần phải hiểu làm sao để đạt được những cái mong muốn đó, những cái tham đó đúng pháp. Việc đầu tiên là chúng ta cần phải biết bằng cách nào? Học đạo. Phải học đạo. Cái thứ hai là chúng ta phải ý thức được những cái quả lành đó, nó cũng rất là mong manh, rất là tạm bợ. Chúng ta phải nương nhờ, phải mượn cái quả lành đó để chúng ta tiếp tục tạo thêm nhiều nhân lành. Để chi? Để chấm dứt khổ. Mượn nhờ những thứ vô thường để chấm dứt vô thường. Phải để ý, tranh thủ bây giờ
còn thời gian, còn sức khỏe, ráng nỗ lực để tu. Bởi vì rồi sẽ có lúc chúng ta không còn được những thứ đó nữa. Một cái vấn đề nữa mà sư muốn gửi gắm với quý vị là hãy nỗ lực thực hành thiền định, chỉ và quán, hoặc là tứ niệm xứ là thiền quán, hoặc là các đề mục thiền chỉ như là thiền hơi thở, như là các đề mục tùy niệm, như là tứ vô lượng tâm. Hãy thực hành để chi? Để cho tâm chúng ta được vững. Quý vị nghe pháp rất là nhiều, nghe các sư cứ nói ra rã vậy đó. Nên làm phước, nên giữ giới. Nhưng mà khi ra khỏi cái thiền đường rồi, ra khỏi cái pháp hội rồi, chúng ta đâu lại vào đó? Bởi vì sao? Bởi vì tâm của chúng ta quá yếu. Cho nên nghe thì thấy hay, mà xài không được. Cái vấn đề chúng ta xài không được ấy, không phải là do pháp nó vô dụng, mà do chúng ta không đủ năng lực tâm để làm. Nó giống như chúng ta có những thanh gươm rất là bén, chúng ta có những cây súng rất là mạnh, nhưng chúng ta chỉ là một đứa bé 7 tuổi, không biết xài, không có sức để xài. Một cây kiếm nặng 10+ ký kêu đứa con nít nó nâng kiểu gì? Xài không được. Chứ đừng nói nó cầm cây súng, xài không được. Giặt tới nhà chất quốc, vũ khí có, không xài được. Cho nên khi chúng ta đối diện những cám dỗ ở thế gian, tâm chúng ta không đủ mạnh, cho nên chúng ta không giữ giới được. Cái sự bỏng sẻn của mình ấy, nó cản trở mình làm phước. Tâm mình không vững, tâm mình không mạnh, mình làm phước không nổi. Rồi đi làm, ra ngoài đời gặp chuyện thế gian, không đủ cái định lực trước những cám dỗ. Có những người họ nói với sư: sư ơi, con không thể tin được là con ngoại tình luôn á sư. Con tin không được luôn á. Tại sao? Nó cám dỗ. Cho nên cái việc tiếp theo mà sư muốn nhắn nhủ quý vị để được hạnh phúc cho chính mình và gia đình là hãy thực hành thiền định. Hiện tại đã có mình, chúng ta bây giờ đang rất là may mắn, quý vị biết không? Chúng ta đang rất may mắn là chúng ta có những cái khóa thiền ở nơi này tổ chức, nơi kia tổ chức. Cái khóa thiền nó không đơn giản, nó không còn nằm ở những xứ quốc giáo như Thái Lan, như Miến Điện. Ở Việt Nam mình cũng có. Hãy dành thời gian, thưa quý vị, dành thời gian, dành những ngày nghỉ đi tham dự các khóa thiền. Để chi? Rèn luyện lại cái tâm của mình để nó vững chãi. Để chi? Để chúng ta có thể đứng vững trước những cám dỗ của cuộc đời, để chúng ta không vì cái lòng tham mà mình hại mình, hại người. Để chúng ta có thể xài được, áp dụng được giáo pháp vào trong cuộc sống, để chúng ta sẵn lòng cho ra, để chúng ta có khả năng giữ giới. Cho nên sư mong là những sự chia sẻ của sư nó sẽ là lợi ích đến cho quý vị. Và cho tới bây giờ vẫn chưa có vị nào giơ tay để hỏi, để có thể nói là những cái tâm tư, tâm tình thầm kín của mình như thế nào. Nhưng mà nhớ nha, nếu như mà ai không có nhớ, nghe rồi mà cái đầu mình nó chất quớt á, nghe rất là hay, đứng dậy quên sạch, thì có thể lên trên kênh YouTube của sư để nghe lại. Sau
Thì một thời gian thì sư sẽ phát lại video bài giảng ngày hôm nay để quý vị có thể nghe lại, nhớ, nghe, ghi chép, lưu tâm để chi? Áp dụng, thực hành cho chính mình. Có những cái tham không nên có, nhưng cũng có những cái tham nên có. Có những cái tham chúng ta có cách để có được nó đúng theo pháp. Và nhớ cho tới cuối cùng, hãy nỗ lực, đừng để sau này phải hối tiếc. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.